kiểm soát và chung sống an toàn với dịch bệnh, cũng như điều chỉnh tích cực từ sản xuất đời sống thích ứng với dịch bệnh là thông điệp được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến với 63 địa phương diễn ra chiều nay. Cuộc họp nhằm lấy ý kiến đóng góp từ các địa phương đối với dự thảo chỉ thị mới thực hiện sau khi chỉ thị 16 hết thời gian hiệu lực. Nhằm hoàn thiện dự thảo chỉ thị để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành, các địa phương đã có những góp ý chi tiết cụ thể. Bên cạnh những nguyên tắc được xác định ban đầu như thực hiện việc giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang nơi công cộng, bảo đảm tiếp tục công tác ngăn chặn, điều trị, dập dịch, nhất là ngăn chặn dịch từ bên ngoài vào, quy định chặt chẽ trong kiểm soát nhập cảnh, không được chủ quan, thì dự thảo chỉ thị sẽ có quy định chi tiết phù hợp với từng địa phương, địa bàn, từng nhóm đối tượng, ngành nghề để vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình mới, Phó Thủ tướng cũng khẳng định. Cho đến giờ phút này là chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Và lúc này thì chúng ta phải xác định, theo tôi là phải ba cái vế. Cái vế thứ nhất là phải tiếp tục các giải pháp để kiểm soát bằng được dịch bệnh, không để lây lan rộng. Cái vế thứ hai phải xác định là dịch bệnh còn dài, cho đến khi nào trên thế giới tìm được vaccine hoặc thuốc đặc trị. Và vì dịch còn dài thì chúng ta phải chung sống an toàn để phát triển. Và cái vế thứ ba là chúng ta phải thúc đẩy những cái sự thay đổi, những sự điều chỉnh mà từ trước nay chúng ta vẫn mong muốn thúc đẩy, thay đổi và điều chỉnh nhưng mà vẫn còn chậm. Ví dụ như là việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ trực tuyến, thanh toán điện tử, hay là những cái thói quen trong xã hội như là chen lấn, không xếp hàng. Dự thảo chỉ thị sẽ được ban soạn thảo tiếp thu ý kiến, sửa đổi và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Chỉ thị sẽ là căn cứ để các tỉnh, địa phương có thể có những giải pháp cụ thể trong phòng chống dịch và bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh.